rồi rồi rồi. Quay Nam hay về nhỉ? Quay nào cũng được. Rồi em có thích quay cái mặt em không? Thôi em không muốn lên TV. Đây 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 đây. Rồi đổ siro ra ra cốc đi. Đổ luôn vào đấy. Cho một cái đổ vào đây á. Ít ít tay thôi. Đổ siro ra cốc chứ. Ai lại chơi cái trò đổ cái chai vậy? Bình thường thì nó phải dùng bằng cái muỗng, có nhất em đo bằng cái này, không em phải đo đổ bằng cái này, cầm bằng cái quai bẩn, này, bẩn. Bẩn chi mà bẩn, đây là cái núm cao su của nó, đổ chứ đổ phải cái đo bằng cái định lượng này chứ ai lại đừng có đổ, đây được, quay ngang.